Kính thưa quý vị, Happy Birthday đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao, được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Với Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Một lần nữa, Happy lại quay trở lại với tập phát sóng tuần này để chúng ta cùng tổng hợp những hình ảnh rất thú vị, ấn tượng cùng với sự xuất hiện của rất nhiều khách mời, nghệ sĩ và các khán giả hâm mộ. Khán giả hâm mộ sẽ trở thành những đầu bếp tìm hiểu qua những tình tiết mà các nghệ sĩ chia sẻ về gu ẩm thực ăn uống của họ, làm sao để chế biến món ăn thật là phù hợp. Quan trọng hơn hết là phục vụ được những vị thực khách khá là khó tính này với hai món ăn của mỗi tập phát sóng. Ây chà, không biết là chủ đề ngày hôm nay sẽ là gì đây. Lâu rồi Hoàng không được ăn hải sản. Thèm đi biển quá. Nhớ mùi biển, nhớ mùi hải sản. Ôi, tôm nướng. Ôi, hải sản tươi sống, thơm ngon. Tung tăng hút ra làm ăn liền tại chỗ. Nhắc tới thèm rồi. Thôi, Hoàng đã bơ quyết định rồi. Chúng ta sẽ chọn chủ đề hải sản nha mọi người ơi. Nói đến hải sản thì không thể nào không nhắc đến những người đẹp. Đa số chị em phụ nữ đều thích những món hải sản, đặc biệt là gỏi hay là ốc. Đây chính là một trong những nguồn động lực của các chị em mỗi lần bước ra nhà hàng hải sản. Nào chúng ta gặp gỡ với người đẹp Ngô Phương Anh. Không nhớ là cô ấy đã đặt hàng hai món ăn gì ta? Hương vị quê nhà của Phương Anh còn có những cái gì nữa mà Phương Anh thích ăn nè? Hồi nhỏ đó, mỗi lần về ngoại thì mới được ăn cái món gỏi ngó sen. Nhiều khi thèm cái món này, rất là muốn được về ngoại để được ăn cái món này. Cho nên là nó là gắn liền với cái tuổi thơ của Phương Anh luôn vậy đó. Bây giờ là mỗi lần thích ăn cái món này phải bắt một cái chuyến tàu về quê hương hả? Chuyến đò về quê hương. Bây giờ thì ở thành phố mình bán rất là nhiều mà. Nhưng mà cái khẩu vị của nó có giống không? Khó có thể nào tìm lại được cái hương vị quê nhà như là Phương Anh nói vậy đó. Cho nên là ngày hôm nay đã viết cái đó vào tờ giấy và hy vọng là anh chị sẽ có thể giúp cho Phương Anh tìm lại cái hương vị đó. Vậy thì Phương Anh đã bật mí một món rồi, đó là gỏi ngó sen tôm thịt. Đó, khó nha, đề bài rất khó nha. Và món thứ hai đó là ốc hương xào bắp bơ. Rồi bây giờ Thuận sẽ được quyền chọn một trong hai món này. Món nào là sở trường của Thuận nè? Anh Thuận sẽ cho em trở về nhà ngoại của em luôn. Anh sẽ làm món này cho em. Vậy là món còn lại, ốc hương xào bắp bơ, có phải là một cái sở trường của chị không? Cũng không phải sở trường lắm, nhưng mà Thuận đã đưa Phương Anh về quê thì Quanh cũng đưa Phương Anh đi dạo vậy vòng đâu, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay cái món hải sản đúng gu của em mà bạn biên tập gạch tên em, không cho em tham gia số phát sóng nào liên quan tới hải sản hết. Cứ mời cô Hà Thu hay là cô Tuyền Tăng tham gia mấy cái số liên quan tới hải sản rồi. Dẫn chứng đó chính là số phát sóng của ca sĩ Nhật Tinh Anh đó quý vị. Hai món ngon muốn xỉu luôn. Và Thảo Trâm, em đã có quyền chọn một trong hai món ăn mà anh Nhật Tinh Anh đã ghi ra đây. Wow. Bao gồm cua rang me và cơm chiên hải sản, đều liên quan tới hải sản hết. Em sẽ chọn món cua rang me, tại vì trong đó có me. Để nó cũng là một cái món ăn có vị chua, để thử thách xem cái mà anh Nhật Tinh Anh bị kiểu hơi bị dị ứng bị với nó thì... Đúng rồi. Em có thể hoàn thành được tốt hay không? Dạ, cố lên nhé. Em nhớ hạn chế độ chua nhé. Yes. Rồi, vậy là em sẽ chọn món cua rang me. Yeah. Rồi. Và em sẽ chọn, bắt buộc phải chọn cơm chiên hải sản, đúng không? Đây có phải là sở trường của em không? Cũng chắc là mình có thể làm tốt nhất, nhưng mà em rất là thích làm những cái món cơm chiên như thế này. Đây rồi, đã có tập phát sóng liên quan đến chủ đề hải sản mà có Hoàng được tham gia. Cảm ơn Kim Thành. Chắc là nhờ sự đề cử của Kim Thành, Hoàng được xuất hiện rồi. Và đặc biệt hơn hết là hai món ăn Kim Thành đề ra để yêu cầu nhà hàng Khẩu vị của sao chúng tôi được thực hiện. Nhắc đến còn thấy thèm á. Chúc mừng bạn được quyền lựa chọn một trong hai món ăn mà Kim Thành đã đặt hàng từ trước. Yeah. Kim Thành, tiết lộ đi, món nào ạ? Đầu tiên là món cá hồi sốt chanh leo. Yeah. Món thứ hai đó là tôm càng xanh sốt trứng muối. Dường như cô gái này rất thích sốt nha. Mà cá hồi tôm càng cũng ít tôm kem là lựa đi cưng. Thôi em chọn tôm càng xanh sốt trứng muối. Rồi, vậy là em chọn tôm càng xanh sốt trứng muối. Như vậy món còn lại đã thuộc về bạn Trung, cá hồi sốt chanh leo. Và khi đến với Khẩu vị ngôi sao, không chỉ chia sẻ về những niềm vui, sự lạc quan tích cực trong cuộc sống, trong cách nấu nướng, trong cách ăn uống, mà bên cạnh đó những món ăn gọi là món ăn tinh thần sẽ luôn là những khẩu vị không thể thiếu trong mỗi tập phát sóng. Đầu tiên sẽ là sự giới thiệu của mỗi thành viên khán giả hâm mộ. Những người chơi sẽ gây ấn tượng đầu tiên như thế nào với các nghệ sĩ khách mời đây? Chào mừng, hai fan hâm mộ của Phương Anh ngày hôm nay sẽ đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao của chúng ta. Xin mời hai bạn. Mà
Và bây giờ mời hai bạn giới thiệu một chút về bản thân mình để cho Phương Anh được biết ha. Xin giới thiệu, mình tên là Ngọc Oanh. Mình được biết Ngô Phương Anh thì chắc cũng hơn 2 năm rồi Ngô Phương Anh ha. Yeah. Thì từ cái hồi lần đầu tiên gặp thì đã thấy Ngô Phương Anh là một cô gái rất là bản lĩnh, rất là giỏi và xinh đẹp nữa. Rồi qua những cuộc thi giống như Én Vàng thì mình càng cảm thấy là cô gái này là có một cái nghị lực mình ngưỡng mộ lắm. Cho nên mình cứ dõi theo cái hành trình của Ngô Phương Anh. Em nghĩ là một cô gái tài năng xinh đẹp như thế này thì không chỉ chị Oanh hâm mộ đâu mà ngay cả em cũng ngưỡng mộ. Và bây giờ mời bạn Nam giới thiệu một chút về mình và lý do vì sao lại mê Phương Anh nè. Xin chào mọi người, mình tên là Đức Thuận. Hiện tại công việc của mình cũng là một nhân sự của trong ekip đoàn phim luôn. Chị Oanh mới có 2 năm mà. Còn Thuận thì quen Ngô Phương Anh đó chắc cũng phải được 7 năm rồi. Và tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón hai bạn fan hâm mộ đến đây để nấu các món ăn cho anh thưởng thức trong ngày hôm nay nhé. Ok. Cùng chào đón bạn Nguyên Thảo và bạn Thảo Trâm. Xin mời hai bạn. Wow. Mời hai bạn ngồi. Dễ thương quá. Bây giờ hai bạn giới thiệu một chút về mình nhé. Em chào chị Hà Thu, chào anh Nhật Tinh Anh cùng tất cả quý khán giả. Em là Nguyên Thảo, 24 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên marketing. Wow. Đồng thời em cũng là diễn viên tự do. Wow. Diễn viên tự do, nhân viên marketing, rồi lại còn giỏi nấu ăn nữa. Một cô gái khá là hoàn hảo đúng không anh? Như Hà Thu thì Hà Thu mê ảnh là từ lúc mà ảnh hát Phần Trăng Khóc đó. Còn Thảo như thế nào? Có thể nói là cái tuổi thơ của em, rồi cả cái tuổi ô mây mơ của em và cả đến bây giờ luôn á. Đổi bao nhiêu cái điện thoại thì những cái ca khúc Phần Trăng Khóc nè, Tình Yêu Mang Theo, Tình Yêu Diệu Kỳ vẫn luôn nằm trong kho nhạc của em. Wow, wow. Cảm ơn nhiều lắm. Trời ơi. Còn Thảo Trâm chia sẻ một chút về bản thân nhé. Em chào chị Hà Thu, em chào anh Nhật Tinh Anh, em chào quý vị khán giả. Em tên là Thảo Trâm, hiện đang là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chuyên ngành Triết học. Hãy sẵn sàng chào đón hai bạn trẻ. Đó chính là hai bạn Trí Trung và Minh Tâm. Đây. Xin chào hai bạn. Chào bạn. Chào bạn. Chào bạn. Chào bạn. Rồi mời hai bạn ngồi nào. Yeah. Mời hai anh em Trung Tâm ngồi ở hai bên. Bạn hãy giới thiệu đôi nét về mình nào. Em xin tự giới thiệu, em là Minh Tâm, hiện tại là diễn viên, cũng là một nghệ sĩ trẻ. Mời bạn. Dạ xin chào anh chị. Dạ em tên là Chí Trung ạ. Em hiện tại đang là diễn viên. Anh lựa mà phải lựa mấy bạn có tên làm sao nó vận điệu Trung Tâm. Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta bằng những tình cảm, những cảm xúc rất thật này, mình tập trung chế biến cho món ăn thật là ngon. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta cùng khám phá khẩu vị ngôi sao với từng nghệ sĩ khác nhau, với các ô số bí ẩn. Cứ mỗi tập phát sóng như vậy sẽ có từ 3 cho đến 5 ô số. Và để có thể lật ra từng bí mật trong từng ô số thì các khán giả hâm mộ sẽ phải thi đấu với nhau qua những câu hỏi hoặc là những thử thách đối kháng, trò chơi vận động. Chúng ta đến với từ khóa đầu tiên quý vị nhé. Liên quan tới mùi. Ngô Phương Anh chọn mùi là mùi gì ta? Phương Anh sẽ mở số 1. Số 1 là... mùi. Mùi. Wow, cái từ mùi này nó nhiều lắm nha. Sao Phương Anh lại chia sẻ về từ khóa này nè? Mùi không... không mùi thơm. Bản thân Phương Anh thôi, bản thân Phương Anh. Đối với bản thân Phương Anh cực kỳ không thích mùi măng. Mùi măng tươi hay là măng chua Phương Anh? Nói chung là tất cả về măng là Phương Anh không thể nào ngửi được. Hôm nào mà đoàn phim ấy, nấu cái gì mà liên quan tới măng là coi như là ngày đó nhịn đói. Đây là một cái gợi ý rất là quan trọng về Phương Anh. Tại vì những cái gì mà liên quan tới măng chúng ta sẽ loại bỏ nha. Tại cô gái này không ăn được, không ăn được luôn đúng không Phương không Anh? Không ăn được, không ngửi, không ngửi được mùi măng. Không ăn được luôn. Cực kỳ không thích măng. Nghe lại Ngô Phương Anh kể mà Hoàng Đá Bơ cũng cảm giác được cái sự khó chịu của cô ấy mỗi khi ngửi những món ăn mà mình không ăn được. Nhưng chưa hết đâu, vẫn còn những cụm từ khóa khác nó cũng độc đáo lắm quý vị. Ví dụ như là chua xốt một thân mà ba phận, hay là biết bơi trong nước. Đó chính là những từ khóa đến từ ca sĩ Nhật Tinh Anh. Ở đây là chia sẻ ra một món ăn mà có một thân thôi mà tới ba cái tên lận mà anh ấy không có thích, mà chắc chắn nhiều người khác sẽ thích. Nhưng mà bên cạnh đó, biết bơi trong nước là gì ta? Xin mời từ khóa số 1. Chua xót một thân ba phần. Ngày xưa lúc nhỏ anh nhớ anh ăn ở ngoài trước cổng trường của mình á, hay có bán thơm á, cái trái thơm của mình á. Trái dứa. Nó có một cách gọi là thơm, dứa và khóm. Nên nó có một cái tên, nó là một thân ba phần, dễ thương như thế. Thì khi mà từ nhỏ anh ăn cái món đó thì anh không hợp lắm, tại vì cái vị chua của nó đó làm cho anh bị xót bao tử, mồ hôi một kê thì là đổ ròng ròng hết. Cái vị chua làm cho anh bị rùng mình. Hay là khi mà từ nhỏ anh ăn cái món thơm thơm sống á, anh không có dùng được lắm. Nhưng mà khi mà mình nấu canh chua hay là nấu chín đi á thì thơm anh vẫn dùng được. Đó là một cái kỷ niệm rất là dễ thương của anh. Đúng rồi, nếu ăn sống thì nó sẽ bị rác lưỡi và rất khó chịu. Từ khóa cuối cùng đó là từ khóa số 3.
biết bơi trong nước. Cái từ khóa này nó là một gửi gắm tới hai cô gái xinh đẹp của chúng ta ngày hôm nay, đó là anh rất là thích ăn hải sản đó nha. Thì cái món đầu tiên đó, anh làm phải mua hải sản về. Wow. Anh phải làm một là lẩu hải sản, còn hai là phải làm một cái món giống như là tôm cua hay gì đó anh ăn để nhớ, tại vì anh thèm dữ lắm. Nãy thì Thảo Trâm chia sẻ là bạn ấy có sở trường về hải sản rồi đó, còn hải sản có phải là một cái lợi thế cho em không? Dạ, gọi là hiểu biết nhiều về hải sản thì không có, nhưng mà sở thích thì em cũng rất là thích ăn hải sản. Wow. Và thích nấu hải sản. Dạ, điều đó mới quan trọng nha. Dạ. Đó, một thân ba phận là trái khóm chứ gì nữa. Khóm, thơm, dứa. Đó, có một thân thôi ba cái tên. Biết bơi trong nước thì chắc chắn là chủ đề ngày hôm nay rồi. Những món ăn liên quan tới hải sản nha. Đến với sự xuất hiện của nghệ sĩ Kim Thành, người đẹp này thì lại có gu ăn uống cũng lạ lắm à nghe. Bởi vì sao? Cô ấy không có ăn được một món mà có cái mùi nồng nồng. Món gì quý vị biết không? Chắc chắn quý vị biết ăn món đó. Số 2 xin mời. Không tồn tại. Ây cha, không cảm xúc là của Hồ Quang Hiếu. Không tồn tại là của Kim Thành sao? Mọi người biết món thịt bò rồi đúng không ạ? Bò thì quá biết. Mọi người quen. Chắc hẳn là đều bò thích. Bò Việt, bò Úc, bò Mỹ. Đúng rồi. Nhưng mà em lại không thích. Không thích ăn thịt bò. Vâng, em biết là thịt bò là rất là tốt cho sức khỏe. Đúng. Chắc cơ các thứ nhất là. Vâng, không hiểu sao em lại. Em ăn vào em bị dị ứng hay sao? Không phải, em ăn vào em giống như lúc đầu là em không thích những cái đồ mà nó có mùi nồng. Ừ. Thì thịt bò thì ăn vào thì nó hơi có mùi một chút. Ừ. Cho nên là em ăn không quen. Ôi lạ nghe. Lát đừng bỏ bất cứ một cái miếng nào của con bò vô nghe. Yeah. Wow. Không thích chứ không phải là không ăn được. Vẫn ăn được. Hay, biết thêm cái nữa. Wow, không thể tưởng tượng nổi. Cái cụm từ từ khóa không tồn tại lại liên quan đến thịt bò. Trời, thịt bò ngon mà. Thành ơi, sao em ăn không được vậy? Chừng nào mà nhà em có thịt bò cứ chuyển hết qua cho nhà anh nha. Anh sẵn sàng đón nhận hết. Trời, thịt bò ngon mà. Và bây giờ chúng ta hãy đến với trò chơi vận động quý vị nhé. Đây cũng chính là một trong những nét rất là thú vị của Khẩu Vị Ngôi Sao. Bởi vì ngoài kiến thức, ngoài những kinh nghiệm, ngoài những câu trả lời qua những câu hỏi rất là vui nhộn đến từ chương trình, thì những trò chơi vận động cũng mang tính mài rủi lắm. Ai tranh thủ nhanh tay nhanh chân thì có khi giành lấy nhiều ưu thế. Và bây giờ chúng ta cùng ăn bánh giò đi. Ăn bánh giò với anh Nhật Tinh Anh nó khác biệt so với ăn bánh giò thường ngày lắm. Ăn sao ta? Hà Thu sẽ đưa cho hai bạn hai chiếc bánh giò. Và hai bạn phải vừa bóc vừa ăn cái bánh giò đó. Trong lúc anh Nhật Tinh Anh quay mặt lại hướng bên tay phải của Hà Thu như thế này. Và anh ấy sẽ có thể đột nhiên quay lại bất cứ lúc nào. Và ngay lập tức lúc đó các bạn phải dừng việc ăn lại và pose dáng. Pose một dáng táo bạo nhất có thể. Càng táo bạo càng được cộng điểm. Bạn nào vừa ăn xong chiếc bánh và về đích ở vị trí của anh Nhật Tinh Anh thì bạn đó sẽ giành chiến thắng. Anh biết đây là một ca khó rồi, hai đứa cố gắng nha. Rồi bây giờ hai ba yeah nha. Hai ba yeah. 3, 2, 1 bắt đầu. Táo bạo lên thế nào, dáng đẹp lên. Wow, Thảo Trâm ơi tuyệt vời. Good. Trời ơi, quá diễn luôn. Trời ơi, xuất sắc quá, trời ơi, tạo dáng cái này là. Anh ơi, siêu mẫu phải chờ thua luôn á. Siêu diễn luôn. Đó. Rồi anh, em ơi. Em ơi. Trời ơi, tội nghiệp em quá. Ăn hết chưa? Thật sự mà cái động lực làm cho em chiến thắng trong cái thử thách này. À, em tự quy định cho em chiến thắng luôn nha. Em đi qua mà em chưa ăn em đói. Ủa em đói. Tội nghiệp cô gái mà mình quá. Em ơi, cho chị hỏi là mình cũng có đam mê làm người mẫu không em? Dạ. Chứ chị là cũng có làm người mẫu một thời gian mà chị thấy em tạo dáng vậy chị chào thua luôn á, chị không có dám luôn á. Em làm người mẫu chủ yếu là tại gia, ví dụ như mà đứng trước cái gương ở phòng tắm em hay đứng em làm gì xong rồi em tự khen em đẹp. Rồi nãy chị thấy em có một cái dáng táo bạo nhất là em nằm lăn xuống sàn đó. Tại vì như này, em bị rớt một miếng bánh xuống dưới sàn. Cái này là phạm quy. Và có một lỗi của em nữa là em làm cho bạn hoang mang quá, bạn không ăn được luôn. Bạn nghẹn, phải không em? Em chia sẻ cảm xúc một chút xíu nè. Dạ đúng rồi, em cảm giác là không biết mà tôi là ai, tôi đang ở đâu. Lại bây giờ chưa là ăn nữa, tội nghiệp quá. Em chấp nhận em thua. Em tâm phục khẩu phục không? Dạ đúng rồi. Rồi chị cũng thấy vậy đó. Nửa phần đầu của chương trình ngày hôm nay cũng đã khép lại với những hình ảnh ấn tượng, những thông tin giới thiệu, những đơn đặt hàng, những món ăn mà các nghệ sĩ mong muốn được thưởng thức. Và bên cạnh đó là những trò chơi rất là thú vị. Và bây giờ xin mời quý vị đừng chuyển kênh. Hãy sẵn sàng tinh thần lăn vào bếp để chinh phục Khẩu Vị Ngôi Sao.
Nghỉ giải lao xong rồi, hãy sẵn sàng để lăn vào bếp và nấu nướng thức ăn thôi. Chinh phục khẩu vị ngôi sao chỉ là một trong những phần cũng khó khăn không kém dành cho người chơi, khán giả hâm mộ và đặc biệt là các nghệ sĩ khách mời. Ở những tập đầu tiên của mùa mới nhất thì Ngô Phương Anh cũng đã nhờ đến sự năng động của các khán giả hâm mộ mình để có thể vượt qua các thử thách. Ví dụ như một bạn là sẽ phải làm bể toàn bộ số bong bóng mà chương trình cung cấp để có thể lấy những cái món gia vị nằm bên trong đó. Rồi bạn còn lại cũng nhọc nhằn không kém, bạn ấy phải tìm thấy những gói gia vị bên trong một cái tô bột. Trời, mà phải dùng miệng nữa, đâu được thọc tay vô lấy đâu. Dùng tay thì quá đơn giản rồi. Ai, phải nói là kỹ năng nghề và nghiệp của biên tập càng ngày càng lên cao. Và Hà Thu, Phương Anh cùng hai bạn chơi đang có mặt ở gian bếp kỳ lạ của chúng ta. Phương Anh có biết vì sao lại là gian bếp kỳ lạ không? Chắc có lẽ là nó phải khác biệt hơn những cái gian bếp bình thường đúng không Hà Thu? Đúng, chính xác. Và bếp trái bên bạn Thuận chọn sẽ là bếp lặng. Lý do vì sao lại gọi là bếp lặng? Bởi vì anh Thuận phải ngụp lặng trong đó bột kia để tìm ra các gia vị cho món ăn của mình mà không dùng tay. Và bên phải của Hà Thu sẽ là bếp bay. Bếp bay là hả? Dạ, là chị phải bay bổng với một đống bóng này đấy chị. Ủa, làm là bữa nay chị... mình vừa được chơi khinh khí cầu vừa nấu ăn luôn hả? Dạ, chị phải làm vỡ tất cả cái bong bóng này bằng cái gì không biết mà không được dùng bàn tay. Okay. Rồi, cả hai anh chị sẽ có 20 phút để thực hiện món ăn của mình thôi, cho nên kết thúc cái phần này càng nhanh thì chúng ta càng có nhiều thời gian để nấu món ăn của mình. Và thời gian bắt đầu. Ủa là chị quá đấy hả? Trời ơi, một cái. Trời ơi. Anh Thuận vẫn đang lần thôi. Anh Thuận ơi, mình ổn chứ hả? Ổn em. Dạ. Khi mà có đây, gia vị mình được dùng tay không? Thu sẽ giúp anh lấy được gia vị này ra rồi anh tiếp tục. Thì kéo xuống rồi lấy xuống nhạc lên. Không dùng tay mà. Dạ. Trời ơi. Đây, gia vị tiếp theo, hành phi. Cố lên anh ơi. Trời ơi. Thu ơi. Dạ, rồi. Xong, đủ không? Đủ chưa? Rồi, khi mà xong ba gia vị là mình được vừa làm đúng không? Chị anh còn hai trái nữa. Và anh Thuận đã kết thúc phần thử thách của mình. Sao, nổi không? Cho anh cố lên. Cố lên, còn một chị trái ơi, cái thôi. Cái vị trí đó có tác dụng á, chị tiếp tục với cái vị trí đó. Ủa, nha chị. Ủa, sao bên đây không nấu đi? À dạ. Rồi, và chị Oanh đã kết thúc phần tìm gia vị của chúng ta. Ngoài phần thử thách dành cho các khán giả hâm mộ, những người chơi đến đây để vượt qua những chướng ngại vật và đem về cho mình những nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ cần thiết, thì các nghệ sĩ khách mời cũng vậy, họ cũng rất là xông xáo để sẵn sàng đương đầu với thử thách để giúp cho các đầu bếp ngẫu nhiên của chúng tôi có thể có đầy đủ những nguyên liệu cần thiết. Và Kim Thành cũng vậy. Cô nàng này mặc dù là thân hình mảnh khảnh, thon gọn, nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng mà rất là xông xáo, chui vô ba bố. Chui vô ba bố làm gì ta? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chị Thành ơi, em lại muốn có trứng muối. Mà phải điều kiện là nhảy bao bố và đi tìm ra nguyên liệu gia vị mà người chơi đang cần được cất giấu trong phạm vi từ phòng khách. Không có ở bên kia đúng không anh? Chắc chắn rồi. Chỉ ở bên này thôi. Đúng rồi. Ok. Ôi trời ơi. Trời quá dễ. Ôi trời ơi. Đố như cho không. Ráng lên. Em không được tuột ba bố nha. Ba bố của em không được tuột nha. Nhảy mà sao mà không rơi trứng nha. Dạ. Nhảy chậm mà chắc. Vô. Ê, nó lăn kìa. Ồ, giỏi. Hay quá. Wow, giỏi. Cảm ơn chị. Trời ơi, mừng quá. Quý vị thân mến, chúng tôi đã nhận được rất là nhiều bình luận tích cực trên fanpage hoặc là kênh YouTube của Khẩu Vị Ngôi Sao. Và cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều khi dành nhiều tình cảm để chúng tôi có được nhiều động lực phát triển chương trình. Bên cạnh đó, chúng tôi có được nhiều bình luận rất là vui. Đó chính là khán giả cảm thấy được trẻ hơn, vui hơn khi được theo dõi hoặc là được trực tiếp trải nghiệm những thử thách trên sân khấu. Bởi vì những trò chơi tưởng chừng như chúng ta đã tạm quên nó rất là lâu rồi, từ thời thơ ấu, thì ngày hôm nay được xem lại hoặc được chơi lại, ôi cảm thấy mình trẻ trung hơn hẳn. Đó chính là anh Nhật Tinh Anh đó quý vị. Vừa chơi thú nhúng mà còn chơi hát bài nữa chứ, mệt lắm chứ chẳng chơi. Dạ, em xin nhờ trợ giúp của khách mời thực hiện giùm em thử thách, đó là ngồi trên thú nhúng, vừa nhúng quanh sân khấu vừa hát một bài hát bất kỳ.
Đây phải không? Dạ. 2, 3, bắt đầu. Ngày đôi ta biệt ly, giọt buồn chia đôi đừng đi. Lẽ em tuôn ướt mí mơ rằng lối anh về. Trái đất như ngừng quay, sao mưa vẫn rơi vô tình. Mình cô đơn đành thôi quay bước. Thầm cầu mong em được vui ở nơi phương trời xa. Có bao giờ anh nhớ anh đang mong chờ. Vẫn mong em về đây chung với anh đêm ngày. Tình yêu kia mãi luôn mang theo suốt cuộc đời. Wow, trời ơi. Thank you. Wow. Không thể tìm ra một giọng ca mà vừa nhúng mà vừa hát hay như vậy. Trời thank ơi, chính xác quá anh. Sau khi chơi tú nhúng thì anh có thấy sảng khoái hơn chút nào không anh? Thì anh có thường xuyên tập thể dục á. Dạ. Yeah. Thành ra và một khi mà trên sân khấu anh hát, anh hay di chuyển rất là nhiều. Thử thách là thú nhúng nhưng mà anh nghĩ là mình hát nó cũng không có nổi màu quá là... Tới công chuyện thiệt rồi quý vị à. Em tin được là biên tập có thể bắt em phải trải nghiệm cảm giác đau khổ của anh Nhật Tinh Anh luôn. Còn Thanh Xuân ở đâu mà giờ bắt chơi thú nhúng, còn bắt hát hát bài đi bùng binh quanh cái bàn nữa chứ. Trời ơi, thử thách bắt đầu. Hey, anh em ta là cái gì nào? Anh em ta là cái gì nào? Tụi mình là khẩu vị ngôi sao. Tụi mình là khẩu vị ngôi sao. Anh em ta là cái gì nào? Anh em ta là cái gì nào? Tụi mình là khẩu vị ngôi sao. Tụi mình là khẩu vị ngôi sao. Hôm nay ta cùng chơi vượt rào. Hôm nay ta cùng chơi vượt rào. Vươn lên một tầm cao mới. Vươn lên một tầm cao mới. Hôm nay ta cùng chơi vượt rào. Hôm nay ta cùng chơi vượt rào. Vươn tới một tầm cao mới. Vươn tới một tầm cao mới. Vươn tới một tầm cao mới. Hết ra thôi. Quý vị cho phép chúng tôi nghỉ ra đâu trong vài giây thôi. Đừng chứng kinh quý vị nhé. Sao anh Nhật Tinh Anh làm hay quá vậy ta? Kính thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với khẩu vị ngôi sao. Và MC đã lấy lại được năng lượng sau một khoảng thời gian hoạt động thật là mệt mỏi. Và ngay sau đây sẽ là phút giây rất bất ngờ để chúng ta cùng giao lưu với một vị khách mời đặc biệt có mặt trực tiếp tại phim trường luôn. Mừng quá! Ngày hôm nay tập phát sóng này không chỉ riêng Hoàng Đăng Bơ mà tôi còn được tham gia giao lưu với một vị khách mời, đó chính là bạn Hưu. Chào bạn Hưu, cảm ơn bạn Hưu đã hỗ trợ MC trong phần vượt thử thách vừa rồi. Và không biết là bạn có thấy mệt không ạ? Chào anh Hoàng, em cũng hơi mệt đó anh. Mình biết là bạn cũng mệt nhưng mà bạn có thể nhìn mình khi mà giao lưu được không? Chứ nói chuyện với nhau, mình không tương tác bằng ánh mắt sẽ bị đánh giá là mất lịch sự đó. Bạn quay qua đây đi. Quay qua đây, nhìn mình nè. Đúng rồi, sáu mắt nhìn nhau như vậy nha. Tràn đầy yêu thương nha. À, Hu nè, Hu có nhớ là cái hôm mà được anh Nhật Tinh Anh cưỡi lên lưng á, thì Hu thấy cân nặng của anh Nhật Tinh Anh như thế nào? Với cân nặng đó, bạn đoán xem chế độ dinh dưỡng của anh ấy ra sao? Em thấy anh Nhật Tinh Anh ăn uống rất lành mạnh và cân nặng dĩ nhiên là nhẹ hơn anh rồi a hi hi. Nghĩ sao mà anh nhẹ hơn và rapper được? Mình cũng da bọc xương thôi mà. Ảnh thì tập thể dục thể thao thì nhẹ hơn. Nhẹ hơn. Rồi bên cạnh đó, bạn cảm nhận như thế nào về sự quyết tâm của những khán giả hâm mộ đến đây để bày tỏ tình cảm với thần tượng nghệ sĩ của mình? Các bạn khán giả hâm mộ rất nhiệt tình vượt qua các thử thách. Các nghệ sĩ tham gia chương trình này được phục vụ tận tình quá rồi, có đúng không anh Hoàng? Cảm ơn Hu đã chia sẻ về những điều này và hy vọng là những tập phát sóng tiếp theo chúng tôi sẽ được sự đồng hành của bạn, ủng hộ hết mình của bạn để mọi người cùng nhún nhảy theo nhạc nha. Cảm ơn Hu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt bạn Hu thôi. Tạm biệt anh Hoàng, hẹn gặp lại mọi người ở những số phát sóng tiếp theo nhé. Quý vị thấy không, trong giai đoạn này nếu như chúng ta ở nhà mà mình trò chuyện với cây cối, đồ vật là một chuyện hoàn toàn rất bình thường. Mọi người cứ yên tâm, chúng ta hãy cứ hòa mình vào thiên nhiên. Nhưng nếu như cây cối và đồ vật trả lời ngược lại mình á, thì chúng ta nên gọi điện thoại cho bác sĩ nha, để kiểm tra lại về vấn đề thần kinh và tâm lý. Quay trở lại với khẩu vị ngôi sao thì những món ăn đang sẵn sàng để mời nghệ sĩ thưởng thức, không biết là họ cảm nhận ra sao. Và những món hải sản còn đủ sức quyến rũ với bàn tay nấu nướng của các khán giả hâm mộ hay không? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Wow, wow. Nhìn là bắt mắt rồi.
Đẹp quá đúng không? Đây. Rồi bây giờ Phương Anh muốn thử món nào trước nè? À chắc là Phương Anh sẽ thử món của chị Oanh trước đi ha. Ok. À mời Thu. Mời Phương Anh. Mời Thu. Mời Phương Anh. Mình làm chung đi. Ừ làm chung ha. Rồi. À hình như hồi nãy Thu cũng có nói với Phương Anh là Thu cũng có cũng thích thích món này đúng không? Ốc là nghề luôn á. Nào mà rảnh là xài vô mấy con ốc. Rồi nè. Đây Phương Anh mời Thu. Mời luôn. Chủ nhà sung sướng quá. Rồi. Rồi Phương Anh thử trước đi nè. Nãy Phương Anh yêu cầu cay là đúng là có cay thiệt. Có cay hả? Sao hai người hả? Cay ít à. Thường á Phương Anh có làm món này ở nhà thì trước khi mà Phương Anh xào chung với ốc hương thì Phương Anh sẽ luộc bắp trước cho nó mềm. Nhưng mà hôm nay thì thấy chị Oanh không có luộc nhưng mà bắp nó vẫn mềm. Ốc hương xào, bắp bơ thì ốc hương là quan trọng xem có thấm không. Tại vì cái ốc hương này làm á mà không khéo á thì tại vì cái gia vị bắp thì nó sẽ mặn. Nhưng mà cái ốc hương phía trong á, tại nó nằm phía trong không thấm vô được thì nó sẽ bị nhạt. Suy tư quá, ăn xong mà suy tư quá chị ơi. Hồi hộp quá. Bắp và bơ đủ nó vừa nó thơm, nó vừa hơi ngọt ngọt. Nhưng đúng mà tuy nhiên tiêu chuẩn của Phương Anh đó là nãy là đủ. Tuy nhiên thì ốc hương nó hình như nó hơi mặn một chút xíu so với cái khẩu vị của Phương Anh. Phương Anh thì thích ăn ngọt nhiều hơn. Đúng là chế độ ăn thì chúng ta nên giảm ăn mặn thì nó sẽ đỡ tích nước cho cơ thể và nó sẽ tốt hơn đúng không? Ừ, rồi. Thì món này ngon nhưng rồi mà hơi mặn. Đúng rồi. Chút xíu. Bây giờ thì chuẩn bị nước nè, đi về quê ngoại nè. Lúc nãy thì thấy anh Thuận hơi vất vả với cái món hương vị quê nhà của em đúng không? Đúng rồi, quê ngoại em hơi chua. Hơi chua. Phải cười năm kiểu, dính đầy bột mới về được Cà Mau đó. Đây, bây giờ về cái hình thức thì món này khá bắt mắt rồi đó ha. Có hành phi, có đậu phụng, cà rốt. Đây, mời Thu. Thôi Phương Anh đi, tôi ngại quá à. Không có gì phải ngại cả. Thu ăn nha. Cảm ơn Phương Anh. Ủa hình như Thu chưa có thịt đúng không? Ừ, trời khách mời nào cũng vậy, trời ơi, làm hoài luôn á. Rồi, bây giờ thử ngó sen nha. Sao? Cười là gì nhỉ? Theo Phương Anh thấy thì sen là giòn ngon nè. Còn thịt đó thì cũng đã vừa. Nói chung là Phương Anh thích món gỏi ngó sen này của anh Thuận à. Nhưng mà chị Oanh cũng đừng có buồn. Tại vì thôi đừng nói nữa, đang buồn dữ lắm. Sắp khóc rồi. Thôi mà. Lem. Trời ơi, lâu lắm rồi á, không gian của khẩu vị ngôi sao mới được thưởng thức được hai cái món ăn mang phong cách phương Tây đến như vậy. Rất là bắt mắt nha. Một bên là món cá hồi sốt chanh leo, bên còn lại là tôm càng xanh sốt trứng muối. Em nghĩ là hai bạn nam ngày hôm nay cực kỳ khéo tay. Đỉnh cao. Em cũng làm được anh ạ. Bái phục hai bạn. Bây giờ thì không biết là người đẹp muốn thưởng thức món nào trước? Thưởng thức cái món dễ ăn trước đúng không anh? Món này mình sẽ dùng tay. Đúng rồi, nên phải mình dùng tay. Sau nhé. Ok, dạ. Đây là cá hồi sốt chanh leo và được đệm ở phía nền tảng phía dưới rất là xanh tươi của măng tây. Giòn rụm nha, ăn là nhiều vị lắm, mời bạn. Đó, để mắt tới chết. Nguyên miếng luôn hả? Nguyên miếng luôn hả? Em có sốt sẵn rồi nên chị sẵn rồi. Cứ sẵn ăn thôi. Sẵn ăn thôi đúng không? Dạ, muốn đậm đà hơn nữa thì chỉ việc có rưới thêm nữa. À, để em thử nước chấm trước nhá. Sốt trước. Nước sốt, trời ơi, vàng, nhìn nghệ chưa? Chua chua ngọt ngọt. Chua ngọt. Thanh. Đúng cái vị mà con gái thích lắm nha. Xin phép cả nhà nhé. Cái công đoạn nào là kỳ công nhất? Công đoạn kỳ công nhất là công đoạn làm cá hồi. Dạ đúng rồi. Bởi vì cá hồi mình muốn nó không bị tanh thì mình phải ướp qua sữa tươi. Dạ đúng. Bí quyết riêng. Dạ, ướp qua sữa tươi khoảng tầm 30 phút. Xong rồi sau đó mình sẽ ướp một ít gia vị. Thôi anh à, anh muốn thử không? Thôi lát, chứ này quà tặng riêng em. Bạn có cảm nhận riêng rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi, xin mời Kim Thành, chúng ta dùng một chút nước ha, để trả khẩu vị của mình lại cân bằng. Món còn lại là món tôm càng xanh sốt trứng muối. Chọn món này gì khách sáo làm chi em ơi, dùng muỗng nĩa làm gì em ơi, mình phải tận tay mình tận hưởng cái màu nó hấp dẫn. Em định thử cái nước sốt mà. Trước nhìn đường cong của con tôm kìa, bắp với trứng muối nè, đó giống như hồi nãy món sốt chanh dây là mình phải thưởng thức con sốt trước. Qua bên đây cũng vậy, đây bỏ vào đây. Đấy.
Em xin phép quan viên thay họ. Dạ. Tâm ơi, với món ăn này thì tình cảm và lời chúc của bạn dành cho Kim Thành như thế nào? Chúc chị ăn ngon miệng, sau bữa ăn này nhớ tới em là được. Trời ơi, nhớ tới em là được. Đó, trời ơi, cái phần gạch của con tôm kìa. Tôm càng chính hiệu. Chấm cho một miếng nước, nước sốt đi chị. Đó, quan trọng nha. Là nước sốt nó quyện vô con tôm rồi, nó có thấm vô con tôm hay chưa? Lửa của bạn có vừa đủ hay không? Bởi vì tôm càng xanh nha, nếu mà mình để quá lửa cái nó khô con tôm liền, mà nó sền sệt như vậy đó. Ngon. Ngon. Cái vị ngon như thế nào? Ấn tượng ra sao khi vừa chạm môi vào? Thật ra là em rất thích ăn tôm á. Nói chung là về nước sốt thì em chuẩn thấy không? Gần chuẩn. Gần chuẩn. Em cảm giác nước sốt nó chưa được sền sệt. Phải sệt hơn. Sệt hơn một. Phải làm cho nó sệt. Đúng rồi. Không có nhiều thời gian cho nên là bạn làm hơi vội. Thì bây giờ Kim Thành em quyết định đi. À, em chấm điểm luôn ạ. Món ăn nào giành chiến thắng ngày hôm nay? Cá hồi sốt chanh leo hay là tôm càng xanh sốt trứng muối? Lúc đầu đang vui nha, đến khúc này là thế. Căng não. Cá hồi sốt chanh leo hay là tôm càng xanh sốt trứng muối? Em chấm cá hồi. Cá hồi sốt chanh leo là món chiến thắng đúng không ạ? Dạ. Tại sao? Tại vì thật ra em ăn cảm thấy rất là lạ miệng. Và đặc biệt đầu tiên em thử nước sốt, nó không bị chua quá mà nó vừa đủ. Thật ra món tôm của bạn rất là ngon. Cảm ơn các bạn Minh Tâm. Kính thưa quý vị, như vậy là những món ăn ngon mà các khán giả hâm mộ dành tặng cho các nghệ sĩ thần tượng cũng đã kết thúc với chủ đề hải sản ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã nhiệt tình tham gia cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao trong những mùa vừa qua. Và bên cạnh đó, hy vọng thời gian sắp tới chúng ta sẽ được quay trở lại với gian bếp ấm áp và những món ăn ngon dành tặng cho tất cả mọi người. Hy vọng tất cả quý vị sẽ đảm bảo được sự an toàn về sức khỏe. Nhưng quan trọng hơn hết là tinh thần thật là lạc quan, không được phép chủ quan quý vị nha. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7 với Khẩu Vị Ngôi Sao, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ, Khoa Đáp Bơ xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.